Hồi ký Trần Văn Đức, Mỹ Lai và những đứa trẻ mồ côi. Tiếp theo. Ba tôi, ngày 16 tháng 3 năm 1968, đang công tác ở Vĩnh Ty, Tịnh Hiệp. Nghe tin vụ thảm sát, ông vội lên đường về Sơn Mỹ. Đường đi rất khó khăn vì ông là cách mạng. Mãi tới tối 17 tháng 3 năm 1968, ông mới về đến Tư Cung. Than ôi, ông về không kịp. Tối 16 tháng 3, đồng chí của ông đã chôn vợ và mấy con của ông rồi. Không được tự tay chôn cất những người thân yêu nhất của mình, nhưng vẫn còn kịp đón nhận những thông tin và di vật của gia đình từ những người đồng chí mà tối qua đã giúp ông chôn cất. Vài ngày sau, tình hình Mỹ Lai lắng xuống dần. Một đêm tối trời và lâm râm mưa, ông ghé về Tăng Long thăm mẹ vợ. Ông rất mừng vì lúc đó mới biết ba đứa con của ông vẫn còn sống sót và đang đứng trước mặt ông. Tôi nhớ rất rõ, ba tôi ôm tôi, Hà và chị Mỹ vào lòng và khóc thật lâu. Sau ngày ấy, ông rất thường về thăm chúng tôi và để lo chữa vết thương cho tôi và em Hà. Sau khoảng 2 tuần, tôi thấy ông cạo chọc đầu và rất buồn. Vì đang bận công tác ở Vĩnh Ty, Tịnh Hiệp, cho nên ba tôi lưu lại quê hương không lâu. Hơn 1 tháng, ông phải trở lại đơn vị. Trước khi đi, ông còn lo thật kỹ vấn đề cuộc sống và ăn học của ba chị em tôi. Ông gửi gắm cho những người bạn thâm tình những gì chúng tôi cần giúp đỡ sau này. 16 tháng 3 năm 1968, ngày định mệnh của ba chị em chúng tôi. Giặc Mỹ đã cướp đi người mẹ yêu quý, người chị và đứa em thật hiền hòa. Chúng tôi đã mất một gia đình sung túc và đầm ấm. Những ngày đầu tiên, những tuần đầu tiên, ba chị em tôi cứ ngồi ôm nhau khóc. Ngoại tôi buồn thật buồn. Bà càng khuyên, chúng tôi càng tủi thân hơn và khóc nhiều hơn. Dần dần, chúng tôi cũng tuân theo quy luật của cuộc sống, cố gắng để tồn tại. Nhà ngoại tôi nghèo, thật nghèo. Nhà tranh vách đất, nằm trên đất công, dưới lũy tre làng, bên dòng sông Sơn Hội Hiền Từ. Trước đó không lâu, cứ mỗi lần cùng hai chị về thăm ngoại, tôi thường coi nơi đây là tiên cảnh. Có dòng sông tôi tha hồ tắm, có bãi cát trắng cho chúng tôi nô đùa, và đám trẻ con nơi đây sao dễ làm quen đến thế. Vậy mà hôm nay, những tháng ngày đầu tiên, ba chị em chúng tôi phải tự lực sống. Tôi cảm thấy căn nhà thân quen của ngoại tôi sao xa lạ đến thế. Sự hồn nhiên trong tôi không còn nữa. Tôi thấy thật đắng cay. Ngoại tôi già yếu, bà cũng cố gắng đi phiên chợ chiều An Lộc để mua bán cá. Với số vốn ít ỏi cho nên lời cũng không được nhiều. Nhưng đó là nguồn sống chính của 4 bà cháu chúng tôi. Chị Mỹ và tôi sau vài tuần hoàn hồn là phải đương đầu với sự thật. Chị xin đi ở đợ cho bà Bốn Thường dưới An Lộc để kiếm cơm ăn và phụ với ngoại. 3 tháng sau, tôi thấy gia đình thiếu thốn đủ bề. Dù ngoại và chị tôi rất cố gắng, tôi bắt đầu đi mót lúa, củ khoai, củ mì để phụ thêm cho sinh nhai của gia đình. Mới có vài tháng mất mẹ, xa gia đình đầm ấm mà chị Mỹ cùng tôi như kẻ ăn mày từ lâu lắm rồi. Hai chị em tôi thật đen và ốm, cứ sáng sớm phải ra đồng và mãi tận chiều tối mới về đến nhà. Tôi đội chiếc nón rách, bộ quần áo tả tơi, cây cuốc chĩa và một cái bao đại hàn. Người dân nơi đây thu nhập gì, tôi đến mót lúa, mì, lang, bắp, củ huỳnh tinh. Đôi khi tôi phụ giúp cả ngày cho họ để đón nhận chút công ít ỏi, vài trái bắp, đôi 3 cân củ lang. Với em Hà càng gian nan hơn. 14 tháng tuổi mất mẹ, tìm đâu ra sữa để nuôi thân. Em khóc nhiều khó nuôi và teo riết.
ngoại tôi hay ôm em Hà đi tìm người hàng xóm có con mọn để xin bú nhờ. 19 tháng 12 1969, lại một tin sét đánh đối với chúng tôi. Tin ba tôi bị hy sinh. Niềm hy vọng còn lại của ba chị em chúng tôi đã mất. Dù rất ít về thăm và thỉnh thoảng gửi tiền phụ giúp ngoại tôi, nhưng với ba chị em chúng tôi, ông là nguồn động viên vô cùng lớn. Ông thường nói với ba chị em, cố gắng ăn học, nghe lời dạy bảo của ngoại, mai sau khôn lớn sẽ đi với ba. Cuộc sống kinh tế gia đình vốn khó, khi ba tôi mất lại càng khó khăn hơn. Năm 70, tôi và chị Mỹ được ngoại cho đi học. Mái trường nơi tôi hằng mơ ước, nơi tôi sẽ đón nhận những gì cao quý nhất. Vậy mà tôi cảm thấy đắng cay chua chát quá. Vài tiếng đồng hồ mỗi ngày trong lớp học, còn lại tất cả thời gian chúng tôi phải bươn trải với đời, khó nhọc kiếm từng miếng cơm manh áo. Khi trái gió trở trời, kiếm không được miếng ăn, thì chúng tôi đành chịu đói. Bà Dân, ông Tám Em, ông Yên, tất cả cái thôn Tăng Long ngày ấy, họ rất đau lòng trước cảnh ngộ của ba chị em chúng tôi. Cái củ mì, củ lang đọt phay của vườn nhà bà Ran đã cầm hơi được bao lần đói muốn xỉu của ba chị em tôi. Rất nhiều lần tôi bị ngã gió vì bị say, do đói quá nên ăn nhiều trái u ma, quả trứng gà. Hà dần lớn lên, cùng chị Mỹ và tôi bươn trải gian lao để kiếm miếng ăn manh áo. Ngoại càng ngày càng già, bà buôn bán đâu còn được nữa, gia đình tôi ngày càng túng thiếu hơn. Năm 1972, chị Mỹ tôi học đến lớp 3 trường cơ sở Tăng Long, đành phải nghỉ học. Chị buồn và tiếc lắm, nhưng phải đành vậy, chị hy sinh để hai đứa em mình được học tiếp. Sau những giờ học, tôi và Hà nếu không đi làm cho người ta thì đi mót lúa, củ lang. Nhưng nhìn chị, tôi thấy buồn hơn. Chị đi ở cho người ta thật khổ sở, quần áo rách dưới, ăn uống thiếu thốn. Rất nhiều hôm thật khuya chị mới về đến nhà. Chị luôn dành cho tôi và Hà những chén cơm đầy, những thức ăn ngon. Còn chị ăn qua loa gì cũng xong. Chị thường ăn sau cùng để cố nuốt những thức ăn còn lại. Nhưng tôi nghĩ chị rất ít được những bữa no. Từ ngày 16 tháng 3 năm 1968, ba chị em của Đức về với ngoại, tạo cho bà một gánh nặng thật trầm luân và gian khổ cho bà. Bà lầm lũi và rất cố gắng để ba đứa cháu của bà khỏi chết đói hoặc đưa đẩy vào dòng đời đen bạc. Bà hay bị chính quyền xã Sơn Hội bắt ra hội đồng tra hỏi và thường xuyên bắt ngủ lại để canh giữ cơ quan xã khỏi bị cộng sản gài mìn hoặc tấn công. Bà cũng thiếu thốn lắm, nhường tất cả những gì bà có cho các cháu, thật tội nghiệp cho bà. Thời gian năm 1972-1973, chiến tranh quê tôi lan rộng khắp nơi, không chỉ ở Bình Đức, Sơn Mỹ, mà lan rộng đến Sơn Hội, Sơn Thành, Sơn An. Dân quê tôi tiếp tục chết nhiều dưới bom đạn. Cuối năm 72, Sơn Hội là bãi chiến trường, gia đình tôi cùng bà con Sơn Hội phải tản cư lên Tịnh Ân. Vài tuần, khi tiếng súng tạm yên trở lại, căn nhà ngoại tôi bị một trái bom Mỹ thả trúng cháy sạch, chỉ còn lại một cái hố bên cạnh khá sâu. Bà con quê tôi vốn rất thương gia đình tôi. Sau trận bom này, họ giúp đỡ tận tình. Dòng 2 tháng vất vả dựng xây, căn nhà lợp bằng tranh lẫn bói vách đất được hình thành. Thoạt nhìn khi trở lại từ Tịnh Ân, tôi có cảm giác cuộc đời tôi sẽ không bao giờ còn mái ấm che thân. Vậy mà nhờ kẻ gánh đất người cho che, còn ba chị em tôi cùng ngoại ra bãi bồi cắt bói, ra đồng lúa xin dạ, nên chỉ sau 2 tháng ròng, túp lều tranh ngoài sức tưởng tượng của tôi được dựng lên là mái ấm che chở cho 4 bà cháu tiếp tục sống trong những ngày tháng vất vả gian nan. Những buổi chiều mệt lả từ núi Tranh hay Sơn Mỹ, tôi đi mót củ lúa trở về qua cánh đồng Mã Sơn Hội, nhìn đám bạn cùng trang lứa, cùng trường đang thả diều,
đá banh, tung tăng đùa nghịch. Đôi khi tôi đứng lại, lặng nhìn thật lâu mà lòng dâng lên bao nỗi buồn, tủi thân khôn tả. Tôi không dám đến gần hoặc đi theo đường cũ, tôi phải rẽ đường khác để giữ khoảng cách xa hơn. Những lúc ấy, tôi hay nhìn lại mình, trên vai mang chiếc cuốc chĩa cán dài, đầu kia treo lủng lẳng một cái bao đại hàn màu xanh cũ rích, chắc cũng được vài cân củ lang nhỏ xíu mà người ta hay dùng nó để nấu cám cho heo ăn. Bộ đồ tôi mặc tã rách và đổi màu từ lâu, cùng chiếc nón cời thật thảm thê mà tôi đâu có tiền để mua chiếc khác. 30 tháng 4 năm 1975, quê hương tôi giải phóng, hòa bình trở lại. Tất cả dân quê tôi vui mừng như hội. Chị Mỹ, em Hà cùng ngoại tôi không biết lúc đó nghĩ gì, chứ còn tôi như một kẻ mất hồn. Tôi đến rất nhiều nhà, nhưng ai có người thân đi tập kết hay chiến dịch trở về, dù đã biết ba mình 6 năm rồi khuất núi, nhưng trong tôi ngày ấy vẫn mơ tưởng, biết đâu vẫn còn, biết đâu tin xưa không thực. Trong bao nhiêu người trở lại từ các chiến trường khốc liệt, biết đâu có ba tôi. Tôi đứng khá xa và nhỏ lệ khi nhìn ông Hộ ôm Hồng bạn tôi ngày trở lại qua bao năm xa cách. Hồng là con trai của ông. Phan Thế Mạnh, bạn cùng đơn vị ba tôi, an ủi tôi. Ba của con hy sinh rất anh dũng, bị Mỹ bắn chết khi đang làm công tác cứu thương cho đồng đội. Cũng năm ấy tôi vào lớp 6, được chuyển cấp từ Sơn Hội lên Sơn Thành học cấp 2. Niềm vui sướng và mong mỏi thật lâu của tôi, ngày đầu tiên nhập học tôi bị đuổi ra khỏi lớp. Trò đức, vô kỷ luật, không mặc quần dài khi đi học. Tôi khóc thật nhiều và tủi thân lắm. Mãi đến nay tôi có quần dài đâu mà mặc. Dì Tám của tôi thấy vậy, về nhà lục tìm trong tủ của người dượng quá cố năm 1973. May quá, trong tủ còn một chiếc quần kaki dài, màu đen, và đưa cho dì út của tôi sửa lại bằng tay để tôi mặc đi học. Chiếc quần dài đầu đời tôi có là như vậy. Cô giáo người Quảng Ngãi đã đuổi tôi trong tiết học thứ 3, phải bật khóc khi biết lý do vô kỷ luật của tôi. Chú thích của tác giả. Sự việc từ năm 1959 đến 1966, Đức nghe ngoại và các dì kể lại. Vô trách nhiệm của ban lãnh đạo nhà chứng tích đối với tôi là một tổn thất khá lớn về tinh thần, vì tôi phải lập lại tất cả những gì tôi đã cố quên. Đôi lúc tôi cảm thấy quá sức chịu đựng, cho dù tôi là người đã tôi luyện trên khổ đau. Phần 2. Cũng cuối năm này, tôi khó quên một sự việc. Vì đến từ Sơn Mỹ nên tôi đi học trễ hơn 2 năm, thể xác khá lớn so với các bạn cùng lớp thuở ấy. Một buổi chiều khắc sâu đậm trong tâm tôi. Hôm đó lớp tôi tan học khoảng 12 giờ, về đến nhà cơm nước qua loa. Gần 14 giờ tôi có mặt ở núi Chanh để tìm người thu hoạch củ lang đến mót. Trời đổ mưa lâm râm nên không có ai đào củ. Tôi cùng hai bạn Định và Lên cứ than vãn và buồn bã. Chúng tôi tạm xới lại những đám lang mà người ta đã thu hoạch từ hôm nào. Kết quả quá ít ỏi. Trời bắt đầu tối dần. Tôi rủ hai bạn về kẻo muộn. Trên đường xuống núi tôi phát hiện giữa đám chanh tươi tốt rậm rạp có một đám lang rất tốt. Chúng tôi rẽ chanh đi vào và trông thấy thật nhiều củ lang. Chúng ló ra vì trận mưa làm trôi hết đất. Chúng tôi vội vàng lượm số củ lang ấy. Thoáng chốc, mỗi đứa thu nhập gần một bao đại hàn. Chúng tôi định về thì thấy dưới chân núi có một thanh niên hớt hải cầm đòn gánh chạy lên. Chúng tôi sợ quá tản ra bỏ trốn. Tôi núp vào một góc của đám chanh. Thế mà anh ta dễ dàng phát hiện ra tôi. Do cây cuốc chĩa tôi chưa kịp để nằm xuống, cái cán nó cao hơn và ló ra khỏi lùm chanh. Thế là anh ta lôi tôi ra đánh. Anh dùng cái đòn gánh mà anh sử dụng để quẩy rau lang đánh vào bụng, vào lưng và vai của tôi. Dường như đến lúc tôi bị ngất, nằm im thì anh mới hả cơn giận. Sau trận đòn hơn một tuần, tôi bị ốm rất nặng, không đi học,
không đi làm được. Cả thân tôi sưng lên và rất đau đớn. Tôi chỉ kể lại cho chị Mỹ và ngoại nghe một nửa sự việc. Chị và ngoại tôi rất giận anh ta. Anh ấy ở sau nhà bà Bốn Thường, thôn An Lộc, nơi chị tôi đi ở. Chị tôi gặp mặt anh ta thường mà. Đến nay, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp anh trong những ngày về thăm quê. Tôi vẫn chào, nhưng anh ấy chưa lần nào đáp lại. Chắc là còn cảm thấy lỡ tay khi ấy đánh tôi nặng quá. Tôi thấy có lỗi nên van xin và đưa hết số củ lang cùng dụng cụ của tôi cho anh. Vậy mà tôi vẫn suýt chết với trận đòn của anh. Đầu năm 1970, sau khi nhận tin ba tôi mất khoảng 3 tuần, thì có hai du kích từ Sơn Mỹ đến nhà ngoại tôi vào ban đêm. Một người chị tôi quen lắm, con của ông bà Bốn Tương ở gần nhà tôi, thôn Mỹ Lại. Họ nói với ngoại tôi muốn dẫn ba chị em tôi trở lại Sơn Mỹ, rồi đưa ba chị em tôi ra Bắc học, sau này phục vụ công tác lên án giặc Mỹ. Ngoại tôi thẳng thừng từ chối, bà nói với họ: "Tôi không muốn mất luôn ba đứa cháu thân yêu, may mắn lắm, chúng nó mới sống sót được. Hơn nữa, thời gian này, Sơn Mỹ hoặc miền Bắc chiến tranh khốc liệt lắm. Đây là lần đầu tiên và duy nhất mà ba chị em chúng tôi đón nhận được sự quan tâm. Từ bấy đến giờ, gần 40 năm rồi, chúng tôi không có lời hỏi thăm nào nữa, dù chỉ một lần để dự lễ tưởng niệm 16 tháng 3. Tôi cảm thấy rất buồn vì cũng rất nhiều nhà báo, phóng viên về Sơn Mỹ. Họ chỉ làm việc cùng ban lãnh đạo nhà chứng tích Sơn Mỹ trong phòng kính mát mẻ khang trang, hoặc một vài người sống sót mà hàng trăm lần họ nhắc đi nhắc lại. Tại sao họ chưa lần nào bước chân vào những căn nhà túng thiếu đủ bề của bao người may mắn còn sống sót ngày ấy ngoài khu chứng tích? Như vậy, tìm đâu ra tính trung thực hoàn hảo của sự kiện mà lịch sử thì rất cần tính trung thực của nó. Thiếu nó, làm sao bảo tồn được tính nhân văn? Khi nhìn hình bà Nguyễn Thị Tẩu nằm chết, miệng còn ngậm vành nón, chắc hẳn bao nhiêu tên sát nhân sẽ nhận ra tên lính nào đã bắn bà, hoặc Ronan Hepp sẽ biết điều đó, và ắt hẳn họ sẽ kinh ngạc hơn khi biết bà Nguyễn Thị Tẩu đã cứu được hai đứa con ở giây phút cuối đời. Điều này không phải ai cũng làm được. Và càng kinh ngạc hơn khi ở Tháp Canh, dưới đống xác người, có ba đứa bé 9 tuổi, 7 tuổi và 14 tháng còn sống, và sống đến ngày hôm nay. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.